Ngọc Châu rất vui được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, ở chương trình trước thì chúng tôi đã có cơ hội được giới thiệu với quý vị về thương hiệu Vichita đến từ Nhật Bản, là một trong những dòng mỹ phẩm có thể giúp cho cả phái nam lẫn phái nữ có một làn da đẹp. Không chỉ là một làn da trắng mà phải là trắng hồng và có một cái sự kết hợp rất là hoàn hảo giữa trong uống ngoài thoa. Thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ dành trọn vẹn thời gian này để giới thiệu đến quý vị dòng sản phẩm đó là Beauty Skin, là một loại supplement dược thảo để có thể làm đẹp cho tất cả quý vị, có thể có được một làn da đẹp nhất mà từ bên trong cơ thể của mình. Và để có thể giúp quý vị có thể hiểu rõ hơn về dòng sản phẩm đặc biệt này thì chúng tôi có mời đến trường quay ngày hôm nay anh Quý Nguyễn cũng như là chị Thùy Trang, là hai CEO đại diện cho thương hiệu Richita. Mến chào tái ngộ hai anh chị ạ. Chào Ngọc Châu. Dạ. Ở chương trình trước thì khi mà nghe anh chị giới thiệu về cái phương pháp chăm sóc dưỡng da đối với kem dưỡng da bên ngoài thì cái phương pháp đó có thể là cũng quá quen thuộc với mọi người, nhưng mà để uống làm đẹp từ bên trong cơ thể thì Ngọc Châu có tìm hiểu về Nhật Bản thì có biết về công nghệ này, nhưng mà dường như thì nhiều người vẫn chưa có quen lắm về cái dòng sản phẩm mà mình uống đẹp từ bên trong. Và đối với lại thương hiệu Digital thì Ngọc Châu biết là có cái dòng sản phẩm đó là Beauty Skin, thì anh chị có thể giới thiệu khái quát về cái dòng sản phẩm này. Cảm ơn Ngọc Châu. Anh xin thay mặt chị Thùy Trang chia sẻ về cái dòng sản phẩm Beautiful Skin Dietary Supplement này. Đây là một cái dòng sản phẩm uống về cho đẹp da, cho nên cái name của nó là Beautiful Skin. Rồi, anh muốn chia sẻ với lại Ngọc Châu một tí là đối với lại về thảo dược supplement ở Nhật Bản, trắng da uống trắng da nhiều lắm, nhưng mà cái nào còn là nó tốt cho nó phù hợp, thì cái standardize của Nhật á, đây là cái hợp chất này nè Châu, là citrulline á, 240 mg, đây là cái standardize uống cho trắng da. Cho nên có thể cho mình qua Nhật á, mình không biết, mình nhìn cái hộp đó, nhưng mà mình thấy được cái chữ này và 240 mg, đó là standardize về trắng da. Tuy nhiên đối với lại như Ngọc Châu cũng biết rồi, chị Thùy Trang là rất là cầu toàn về 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 sản phẩm, cho nên chị Thùy Trang mới yêu cầu cái người dược sĩ điều chế cái supplement cho mình đó, là ngoài cái trắng da và phải đẹp da, và nó còn có một cái công dụng nữa là nó phải hồng tế bào da, nuôi da và tái tạo tế bào da. Thì anh nói ở trong này cái mà tại sao cái Beautiful Skin Supplement của mình nó different hơn những cái khác, và nó có những cái hay ở trong này. Ngoài cái 240 mg standardized của Nhật ra thì còn có Orange Fruit Extract. Cái Orange Fruit Extract này đó là bản chất của nó là một cái hợp chất chuyên về trắng da. Tức là mình đã ép thêm một cái phần trắng da vào ở trong cái dược thảo này. Rồi. Ngoài ra nó còn mình ép thêm một thành phần nữa là Pineapple Fruit Extract, lại là một thành phần trắng da nữa, ép vào thêm nữa. Chị Trang rất là cầu toàn, da nó trắng không chưa đủ, phải trị nám nữa, nó phải làm sao mà cải thiện cái vết nám và tàn nhang. Thì như là mọi cùng biết là cái vitamin C á, nó giúp cho trắng da, thì ở trong này mình lại ép thêm một cái thành phần vitamin C là 160 mg per day, nó giúp thêm lại thêm một cái thành phần add on nữa để cho trắng da, thì cũng chưa đủ nữa, chị Thùy Trang nói là phải cải thiện tế bào da. Thì trong có trong này nó có thành phần là thiamin nè, rồi riboflavin, thì đây là những cái thành phần cải thiện tế bào da. Và hãy mà Châu mà nhìn thấy cái chữ nào là zinc á, đó là cái thành phần làm cho đẹp da, những cái da mà bị hư hại nó làm cho đẹp da, nó làm cho da mình nhìn mịn màng và hồng hào đó, nhìn mà nó mượt mà đó, đó là cái hợp chất nữa, để chữ là chữ Châu mà nhìn thấy cái chữ là celerium zeus, đó là những cái làm cho cái làn da nó đẹp hơn. Tuy nhiên chị Trang cũng chưa đủ nữa, trắng da, đẹp da, cải thiện cái vết thâm, đốm nám, tàn nhang chưa đủ, phải làm da nó hồng lên nữa, thì nó mới hợp chất vitamin B được ép vào để làm cho hồng da. Đó là cái anh giới thiệu sơ lược một hơi tí xíu phần chi tiết về cái sản phẩm là Beautiful Skin uống để đẹp da. Chính bản thân anh cũng dùng nó, và cái dược thảo này nó không chỉ dùng cho nữ mà dùng cho nam, chính bản thân anh cũng dùng.
mai mốt uống là chắc là nhìn trâu còn đẹp hơn nữa. Dạ. Khi mà nghe anh Quý nói mỗi lần mà về cái trình tự mà cứ add on thêm thì em mới càng hiểu thêm là chỉ có anh Quý chị anh mới chiều được chị Trang như vậy thôi đúng không? 20 năm để mà đi chinh phục và tìm kiếm được một thương hiệu, rồi từng món từng sản phẩm phải theo cái ý của chị, mà có lẽ là em hiểu thấu hiểu điều này là một phái nữ thì luôn luôn được ca ngợi là phái đẹp. Mà nếu như mình không hoàn hảo thì mình phải tìm cho bằng được cách nào để làm cho mình thật sự hoàn hảo. Thì đối với lại làn da của người Á Châu của mình đó, thì thường là hay rơi vào những vấn đề nào? Bị sạm da, bị nám da, rồi da dễ bị nổi mụn, rồi da mình bị lão hóa thì nó lại bị sần sùi, nó bị khô và nó xuất hiện nhiều nếp nhăn. Tức là rất nhiều những cái dấu hiệu da mà có thể làm cho mình coi như là đôi khi là trông mình già đi trước tuổi nè, hoặc là mình không có tự tin trước mọi người. Thì rõ ràng là Ngọc Châu được biết là những cái supplement mà làm đẹp da từ bên trong giống như anh Quý nói thì ở Nhật họ rất là nhiều. Đúng. Nhưng mà khi mà nghe anh phân tích về cái cách mà để mình phân biệt được là cái sản phẩm nào nó sẽ chất lượng hơn, thì quý vị thấy nó có rất nhiều những thành phần add on thêm và cái hàm lượng nó cũng cao hơn rất là nhiều. Thì anh Quý đã chia sẻ rồi. Như vậy thì về cụ thể cái cách dùng ra sao và hiệu năng của cái sản phẩm Beautiful Skin này thì chắc là nhờ chị Trang chia sẻ ha. Mời chị Trang. Thì Trang kính chào quý vị khán giả, thì Trang xin giới thiệu hữu thuốc supplement uống đẹp da. Quý vị dùng trong một tháng có 120 viên. Quý vị dùng một ngày 4 viên. Trước buổi trưa 2 viên. Trước buổi ăn 30 phút. Trước buổi chiều 2 viên, cũng trước bữa ăn 30 phút. Yeah. Xin mời quý vị dùng thử và trong một tháng quý vị sẽ thấy làn da quý vị cải thiện. Dạ. Yeah. Rõ ràng là đối với lại một làn da thì chúng ta cũng đã thấy cái sự mong muốn có một làn da đẹp, trắng, sáng, hồng hào, cũng như là bay đi những cái vết nám, những cái lớp tàn nhang ở trên da. Đó là một điều mà tất cả mọi người ai cũng mong muốn. Thì ngày hôm nay với thương hiệu Richita mà đại diện là anh Quý Nguyễn và chị Thùy Trang cũng đã giới thiệu với quý vị một dòng supplement với tên gọi là Beautiful Skin. Với cái tên gọi này thôi là cũng đã đủ háo hức để mà chúng ta có thể sở hữu ngay cái dòng sản phẩm này để sử dụng mỗi ngày quý vị nhé. Và chỉ sau một tháng thì chúng tôi tin rằng tất cả quý vị sẽ cảm thấy hài lòng khi mà mình có thể chụp cái bức hình lại gương mặt của mình và before với after, đúng không anh? Để mình có thể dễ dàng để mình xem thử cái hiệu quả của dòng sản phẩm này. Mọi thông tin chi tiết và order sản phẩm thì quý vị có thể liên lạc trực tiếp với công ty qua số điện thoại và website đang được hiển thị trên màn ảnh TV quý vị nhé. Một lần nữa thì cho phép Ngọc Châu xin được cảm ơn anh Quý Nguyễn và chị Thùy Trang đến tham gia chương trình ngày hôm nay.